Canh chua cá lóc á, mới tát dưới đìa, còn tươi ngon lắm. Mỡ ăn đi cho nó nóng. Ăn đi mỡ. Ngon quá. Mỡ ba, mỡ trúng gió hả mỡ ba? Sao mặt mày mỡ xanh dờn vậy? Mỡ ba. Bà ơi, bà ba ơi, có tin vui rồi bà ba ơi. Tôi mới bưng tô canh cá lóc cho mỡ ba. Rồi sao? Dạ, vừa nghe mùi cá cái mỡ ba vậy bà không nghĩ là nó nôn ọe chứ có gì đâu mà bà nói với tôi vậy? Nè, bà nói sao? Dạ nó mới mỡ ba... nghe mùi cá là nó nôn ọe hả? Dạ đúng rồi bà ba. Vậy là nó có bầu. Nó ôm nghén rồi đúng không? Mợ ba có thai rồi không có ăn cơm được. Đi liền đi. Mẹ lên nghe chưa? Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô. Nam mô. Con à, con đau bệnh sao mà phải mời thầy tới khám vậy con?